theo chiến triệu lợi dĩnh hợp tác ở phim mới đỉnh thế nào mà chắc chắn bạo. Có nguồn tin hé lộ Tiêu Chiến và Triệu Lợi Dĩnh đang bàn bạc hợp tác trong dự án phim mới. Từ đầu hè năm nay, Tiêu Chiến đã liên tục gặt hái thành tích tốt với Vùng Biển Trong Mưa Ấy và Ngọc Có Sao. Như vậy, chàng mỹ nam Trần Đình Lệnh đang ngày càng đứng vững ở mảng phim truyền hình. Gần đây trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Tiêu Chiến đang mong đợi được hợp tác cùng Triệu Lợi Dĩnh ở một dự án phim. Cụ thể, người đưa tin cho biết Tiêu Chiến chính xác là đang đàm phán để hợp tác cùng đàn chị Triệu Lợi Dĩnh. Không những vậy, anh chàng còn vô cùng kỳ vọng lần hợp tác này diễn ra thuận lợi. Việc được đóng chung phim cùng một đỉnh lưu đình đám như Triệu Lợi Dĩnh sẽ giúp Tiêu Chiến củng cố địa vị của mình trong mảng phim ảnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng khả năng hợp tác của hai ngôi sao này là rất thấp. Việc cùng là đỉnh lưu lượng hợp tác chung sẽ không tránh khỏi việc fan xích mích nhau về vấn đề phiên vị. Dù vậy, cũng có người bày tỏ Tiêu Chiến và Lợi Dĩnh đều là những ngôi sao kinh nghiệm, sẽ không vì phiên vị mà bất hòa. Nếu cùng đóng trong một dự án chính kịch sẽ rất có lợi cho sự phát triển của đôi bên. Bên cạnh những tác phẩm cổ trang ngôn tình nổi đình nổi đám, Tiêu Chiến và Triệu Lợi Dĩnh cũng có những bộ phim chính kịch thành công. Nàng Tiểu Hoa 80 năm không chỉ thành công lớn với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ, mà còn được đề cử thế hậu giải Bạch Ngọc Lan. Trong khi đó, Tiêu Chiến thẳng lớn với Vùng Biển Trong Mưa Ấy nên sóng cách đây không lâu. Nếu hai đỉnh năng lượng này có thể hợp tác đóng trình cho một dự án, đây chắc chắn sẽ trở thành một bộ phim bạo lớn không có gì phải bàn cãi.